Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Sóc với bản winner trên 10 độ ác chiến chưa bao giờ xuất hiện. Với kiểu dáng góc cạnh đậm chất thể thao, giúp mỗi xe con tài 150 phân khối của nhà Honda trở nên thật sự lựa chọn ưa thích của dân độ xe. Không dừng ở đó, với một khu chơi, nhiều người xem độ xe như món nghệ thuật đòi hỏi đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc. Trong ảnh là chiếc winner trên 10 được độ màu xanh vàng cá tính của biker Lê Phú Quốc từ câu lạc bộ Winner ở Đà Nẵng. Có nói đam mê xe, cha truyền con nối, gia đình tôi đã mở cửa hàng kinh doanh đồ chơi xe nên tôi biết và yêu thích những món đồ còn khá nhỏ. Anh Quốc chia sẻ thêm, Quốc là mỗi người đam mê với Nguyễn Quốc Chi, một thành viên câu lạc bộ The Soccer. Tôi chăm xe như chăm vợ, chỉ cần nhìn thôi cục cưng là cảm thấy no rồi. Mỗi lần lên nó những món đồ chơi ưng ý là hôm đó cảm thấy phấn khích cả ngày. Chỉ cần những người đam mê xe mới hiểu được điều này, anh hào hứng nói. Còn bơi cơ Hoàng Thanh Tùng đã khoác lên bộ áo Resso đầy ấn tượng cho chiến mã của mình. Đây được xem là công nghệ vẽ Airbus với bộ tem đặc biệt của đồ Honda Resso. Với dân chơi xe, lên đồ chơi xe cũng chính là thể hiện cá tính riêng của chủ nhân nó. Tông màu đỏ đen nổi bật hoàn toàn với mẫu xe Winner trên 10 thể hiện được cá tính và nét mạnh mẽ của người lái. Ngoài vàng áo tím tươi mát, Winner trên 10 còn được nâng cấp những số đồ chơi chi tiết như bu xe, cuộc dúng, bánh đĩa v.v. Những người có chung sở thích mẫu xe con tay của nhà Honda cũng đã gọi họp nhóm offline để trao đổi và chia sẻ đi săn những món đồ chơi uy tín, kinh nghiệm và đổ xe v.v. Tìm được bạn bè có chung đam mê, sở thích với niềm vui với những tay lái chung. Từ ngày 8 tháng 2 cho tới ngày 3 tháng 3, các bạn đọc có thể tham gia cuộc thi độ Winner trên 10 và so sánh cá tính, độ kiển và độ hình thức bên ngoài. Để nhận giải là một chuyến tham dự MotoGP Xem tại Nhật Bản với hai giải nhì, một máy ảnh Canon C3X, 3 giải 3 máy ảnh Roro Hero 5 LED, 10 giải khuyến khích là mua hàng tại Hit Honda trên toàn quốc trị giá 5 triệu đồng. Ba chủ nhân tác phẩm được bình chọn nhiều nhất mỗi tuần được tặng một hồ di shop và giải nhì là tai nghe Beats EB, lo Bluetooth Sony. Giải 3 và kết thúc là 6 tầng online, 20 mẫu mô tô độ đẹp nhất tại một sự kiện offline vào tháng 8, vào ngày 8 tháng 4. Ngoài ra, cộng đồng Winner còn tham gia các chuỗi sự kiện tại Hà Nội ngày 19 tháng 2, Đà Nẵng ngày 6 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 3 và Tiền Giang ngày 5 tháng 3. Chúng tôi sẽ liên tục đưa tin về những cuộc thi của chiếc Winner trên 10. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn gặp lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share và subscribe.